Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Tùng và nghệ sĩ Thu Cúc với trích đoạn Tô Ánh Nguyệt rất là hay vừa rồi. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng của quý vị đã đóng góp những hiện kim. Thưa quý vị, tiếp theo mời quý vị thưởng thức phần vọng cổ có tên là Vọng Cổ Quán Đêm. Thưa quý vị, Quán Đêm mưa lạnh một mình, nghe câu vọng cổ đậm tình quê hương. Trên ý nghĩa đó, mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Cẩm. Mời quý vị dành một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Ngọc Cẩm. Xin cảm ơn quý vị. Uống đi anh, hãy uống cạn với tôi những ly rượu. Và ngồi lại đây nghe tôi kể chuyện quán đêm quá khuya rồi, cơn mưa mãi chưa nguôi mà người trí kỷ vẫn nặng tình. Bài vọng cổ riêng tôi không hòa nhịp với cung đàn. Tôi hát anh nghe mà cũng hát cho mình, sai lầm nhất mà cũng là điều vinh. Chọn cho mình cái nghiệp cầm cầm ca. Ngày ấy khi chấm chứng vào nghề bằng chất giọng lớn lao, bởi lòng tôi luôn mơ tưởng anh hào quang sân khấu. Lòng lấy ráng giật rỡ ánh đèn màu, khán giả tung hô ngợi ca người nghệ sĩ. Bằng nhịp đập trái tim tôi
sĩ, tôi vẫn là nghệ sĩ, vẫn trải lòng với con đều yêu thương. Cách vào đây tìm vui hay bộ điệu, ai đó thích cực cò hay lắng đậm tâm tư. Những cành hoa tưởng thưởng hoặc cảm thông, tôi cứ hát vì tôi là nghệ sĩ. Đừng quan đêm cho tôi còn chỗ đứng, sân khấu nào tôi cũng hát cho đời. Uống đi anh, hãy uống cạn với tôi những ly rượu đắng, để tôi nghe một chút ngọt ngào sau gầm đắng cay. Đêm nay mơ còn vắng khắc, nhưng tôi vẫn vui vì còn người tri kỷ là anh. Thưa quý vị, tiếp theo Lê Vũ xin thưa những vị ân nhân đóng góp cho chương trình ngày hôm nay. Anh Việt Lê gửi tặng 50 đồng, anh Điền gửi tặng 100 đồng, chú Dũng, bé và bác Trinh gửi tặng 100 đồng. Thưa quý vị, danh sách còn dài lắm, một lát nữa Lê Vũ xin phép được đọc tiếp. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, và bây giờ là một trích đoạn rất là hay mà Lê Vũ tin rằng quý vị đang mong đợi. Quý vị ơi, trích đoạn này có sự chuẩn bị rất là công phu nên mong rằng quý vị thông cảm chờ một chút xíu nha quý vị. Trích đoạn này nói lên một ý nghĩa lịch sử rất là hay, rất là oai hùng của người Việt chúng ta. Thưa quý vị, ngày xưa khi mà Thái hậu Dương Văn Nga trong lúc mà bên giặc Tống đang cố chiếm nước ta. Vâng, em xin cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, thì lúc đó Thái hậu Dương Văn Nga, nhà vua vừa mới băng hà, cho nên Ấu Nhi còn rất là trẻ. Nhưng mà nếu mà Thái hậu trao ngôi báo cho một vị tướng khác thì sẽ mất đi cái ngôi báo của gia truyền của dòng họ mình. Thưa quý vị, thì Thái hậu không biết phải xử như thế nào, nhưng mà thưa quý vị, với cái tinh thần là non nước của Việt Nam là trên hết, cho nên Thái hậu đã trao cái long bào cho vị tướng Lê Hoàng để ra quân giết giặc, bảo vệ non sông gấm vóc Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, nói đến chữ non sông gấm vóc Việt Nam của chúng ta thì tất cả quý vị đều biết hiện nay Trung Quốc đang xâm lấn đất nước của chúng ta, cho nên chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cũng cảm thấy rất là chạnh lòng trước nguy cơ mất nước. Thưa quý vị, trong giai đoạn này đây, chúng ta càng muốn biết thêm về lịch sử oai hùng chống quân xâm lược. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta càng nên biết thêm về những trang sử oai hùng chống quân xâm lăng của người Việt của chúng ta. Và bây giờ một trích đoạn rất là hay, mong rằng tất cả quý vị đón nhận trích đoạn này với tất cả tấm lòng của chúng ta, để chúng ta nung núc thêm tấm lòng yêu nước. Thưa quý vị, đó là trích đoạn Thái hậu Dương Văn Nga với phần trình diễn của Thu Vân, Hoàng Minh Tiến và Kim Nga. Mời quý vị dành một tràng pháo tay cho trích đoạn Thái hậu Dương Văn Nga. Xin cảm ơn quý vị. Một tấm lông bào báo điều thác buộc, giặc Tống nơi biên thùy đang rình rập từng phút từng giây. Ngắm một mình chấm gió ngàn giống, mình ta một dựng tay chèo trong thuyền giữa ta đào bỏ chờ mộng. Quê hương nước non điêu tàn đau lòng, giờ làm sao cứ hoang tàn hà cơ đồ. Mình thân ta phải lo khỏi đâm này không quá tình riêng ra qua xót xa lòng đau. Có quạt ở đây giờ khỏi quạt rồi cho chị thấy này vui quá. Giờ đây con có biết ngập tràn bao nỗi nhớ, con có hay chăng nơi hoàng cung một mình ta chiếc bóng tắm rối như tơ cho thương ngâu trời xa. Kiếm cái gì? Vì non sông phải quên tâm tình riêng mình. Cầu
muốn tấu thái hậu, thần thần đảo lấy hoàng, chinh khấu kiến thái hậu. Ta mời thượng quân hãy đứng lên, tội ơn thái hậu. Giặc tội nô ngoan xâm chiếm cõi bờ, gãy bao cảnh chết trong tan thương. Tại sao quan thập đảo lại về đây? Muốn tấu thái hậu, bọn giặc tâm hung tàn khát máu, chúng kêu quân thêm tàn chết dân mình. Dưỡng bao gia đình chịu cảnh ly tan, con phải xa cha, vợ phải xa chồng, thân thân hãy hiển uy đối đầu với giặc. Ta đột sông nguy hiểm sông mạng, hồ nhất bản chủ tướng tâm kiều, cũng đã quy hàng bị bắt về đây. Khả khen cho khánh tài bả khâu lược, dung cảm miên ngang chống giặc trốn xa trường, với tiên dương thương đáng bậc trung thần, và không phụ lòng tin tưởng ở nơi ta. Hãy hung tin triều đình đang biến, số phận âu quân không biết như thế nào. Trong cung đình trong dịp phải lo toan, giờ lại thêm mẫu tử chia lìa. Chính lĩnh bà đừng nên cái liền, chuyện âu quân thần quyết sẽ tròn. Thần cho phạm xử lưỡng lên được, cước sao gì bắt được kẻ gian. Ta biết đây là mưu con điền ông bằng, họ muốn cho ma quy hàng quân giặc, nên bắt con ma gieo mầm lý giang, phế bỏ Lê Hoàng giành lại mười đạo quân. Ôi non sông ngâm giáo sơn hà, phải đắm chìm trong binh lửa càng hoa. Trong hoàng cung ca phật công thần, lại tranh giành quyền lợi riêng tư. Muốn tâu thái hậu, hãy không tin áo quân mất tích. Thần biết lòng của linh bà đang chịu nặng thương đau, vì muốn sát chia nỗi thương đau của linh bà, thần đi vượt ngang trùng quán ải để trở về đấy. Cảm ơn tướng quân đã nghĩ đến nỗi lòng của người mẹ mất con. Nhưng đứng trước tình cảnh này, ai lại không xót không đau? Nếu chỉ vì một đứa con của dòng họ nhà Định mà ta quên đi những đứa con của trăm họ, thì làm sao ta còn dám nhìn mặt thần dẫn đại cô chiến? Thần còn một điều lo lắng không dám nói ra. Có chuyện gì mà tướng quân lo ngại? Thần nghi ngờ cả thái hậu. Dạ, tội thần đáng chết. Tướng quân nghi ngờ ta? Ý của thái hậu thần đã rõ, nhưng có phải thái hậu thần phải lui quân nhượng tông cảnh trăm họ có lầm hạng ba quân không đổ máu? Không, ta quyết không nhớ quân thù một tấc đất nào. Không ai được quyền nói ta như vậy. Tướng quân đã nghe ai? Các lính trạm đã mang mật thơ đến cho hạ thần. Trong thơ, thái hậu muốn lùi một bước tìm thời cơ diệt thù. Đó là thứ giả mạo. Các lính trạm tôi sai đi đều bị hại cả, không ai đến được với tướng quân. Tướng quân hãy tin nơi ta, ta chỉ có thể tiến chứ không lùi. Thời cơ là đánh dập đầu chúng, mang chỉ lương ra biên ải. Còn đây gương máu nhà Đinh, ngày xưa tiên đế công ba, yêu quý như yêu giang sơn, dẹp tan thương gây loạn. Giờ đây
ta quyết một lòng. Lên bà ơi gương báo có tiếng dương thống nhất giang sang thu về một mối. Thần là kẻ tàn kém đức có đáng chi đâu được trao gửi gương về. Thần không có lòng nhiệt huyết, em đầu thù thần chẳng ngại tử sanh. Ở bên mình thần cũng có một thanh gươm, cùng với thần sống xa ngoài cánh mạng. Xin Thái Hậu đừng bận tâm lo lắng, vật báo thiên liên chinh cất giữ bên mình. Đường bao nhằn nhằn, gian lao có thân đang chờ. Xin ấy luôn bình tâm, trí tính yêu ca thần dân người mong chờ từng ngày. Đừng nói bao thần thắc lo lắng theo huynh mất tích, sợ người không được nổi nguy đang rình rập từng giờ. Trong khi giặc tống hung hăng đang cầm chiếm cõi bờ, ở thành nổi lại xảy ra điều tranh chấp. Các đại thần chia sẻ thánh gươm này là tốt đến quyền quý, ta muốn thanh kẻ đâu kẻ nào còn lùi bước. Cùng với ba quân thằng sông tới trước, giờ dừng non sông mãi mãi chờ mong. Thái Hậu đã cạn lời, thần nguyện sẽ nghe theo. Hey, em hồn tiên đế hòa lần cùng dưỡng máu, vừa xa trường giết giặc non sông. Ta muốn khánh ấy nhận thương báo và làm dân ta sống hào hùng, sống cho đáng sống với môn ngàn quỷ hiểm. Nơi triều nội thì các quan quý ngại giặc, nhưng họ đều là những đại công thần, không có gì phải ngại lớn. Lời vàng đã có Thái Hậu, thần xin ghi nhớ, xin giả biết. Ngồi đây mà mắt hay tai nghe lắm chuyện đau lòng.
dạ, con mời mẹ hay dùng trà. Kính mẫu hậu, chẳng hay có việc gì khiến cho mẫu hậu phải nhọc lòng lo lắng. Con có thấy gì không? Nước đã đổ rồi, có hút lại nước đâu. Hẳn con dâu của mẹ cũng nghe qua lời xưa tích cổ. Kỳ nước thấm thềm qua, nước đi vào lòng đất, để tìm lại gốc cũ nguồn xưa. Con ơi, nguồn cội họ đến xuất phát từ nơi mẹ vừa đổ. Nơi đây bây giờ là cửa cung rèm chế, như năm năm xưa là hang sâu đồng thầm, nơi mà người mẹ qua đầu đổi mưa ngủ, chân leo dốc dân, tháng ngày lặng lẽ thắt lưng buộc bụng lầm lũi nuôi con cho đến khi khôn lớn non. Chúng quanh ta xưa kia qua đau sáng sắc nôn nhàng, nhớ thổ thần bé bé lao làm cờ tập trận. Chỗ này xưa kia chỉ là một mây cánh siêu, gió lùa chết núi từng cơn muốn lần. Trong cánh cơ hàng mẹ quá con tôi, sao giao bên nhau mà sống chiếc ba một lòng. Lớn khôn nên người con thành thân dân, chỉ ai sống sống hồ vào lòng nhớ nghe. Mẹ hãy yên tâm đừng nên lo ngày con sắp hai tiếng dương mà mang nặng gánh na sang. Mẹ chỉ lo cho thân phận đàn bà, không tranh khỏi chuyện thường tâm ý nữ, và không đủ sức tàn để chống chọi với mưa xa. Chánh sang hà dù chiều nắng phong ba, đôi trái nguyện của đất trời chân gian, miệng lời thì phi bao nhiêu điều thiếp đan, nhưng phần đào tơ con chỉ biết một bông buồn. Gặp con lần nào mẹ cũng nghe được lời theo lời của, nhưng mẹ không dằn được cơn tức giận.
buộc lòng phải nghe tiếng gần tiếng xa vậy mà. Thay hậu như thế là thế nào? Thế nào hả con dâu của mẹ? Trình lại mẹ tiếng quân quân chẳng may mất sớm, buộc lòng con phải ngồi sáo rèm dập chân theo quân. Bận đàn bà phải lo chuyện nước non thì làm sao tránh khỏi những điều gì nghĩ. Một số đại thần đã không cùng suy nghĩ nên triều đình xảy ra chuyện không hay. Có nóng lòng nên mới trở về đây để tìm gặp con cho cặn kẽ đôi điều. Con trang trọng giữ gìn hình bóng của tiên dương, dù tam niên mạng chế mảnh khăn xu không rời tóc liêu. Con sẽ sống trong tình thương của mẹ và sẽ vui trong niềm vui con trẻ lớn khôn dần. Con nghe ta hỏi, cái triều đình quy hoàng này, giáng sang đại cuộc giết này, ai đã dựng nên? Thưa mẹ, đức tiên đế là người dẫn tiếng giang rền, đã bẻ hoa lau làm cờ tập trận, dẹp loạn sứ quân cứu cơn quốc nạn, dựng nên một cơ đồ như gấm như hoa, một đất nước hùng cường không cắt không chia. Hay, hay lắm. Đó là những điều ta từng nghe biết. Nhưng cái cơ nghiệp con trai ta dựng lên ngày trước, thái hậu liệu có giữ vững được chăng? Thưa mẹ, tiên quân xưa từng phanh ngạc chém kình, một nửa đời người làm nên sự nghiệp, dẫu phải nát đá trường biển, tiêu hồn lọn nước, con cũng quyết giữ cơ nghiệp của tiên quân. Chuyện mười đạo quân của đại cột diệt cũng trao cho Lê Hoàng một vị tướng khác họ, điều này có phải là sự thật hay không? Thưa mẹ, việc đó lại là sự thật. Sự thật? Hay hậu còn dạ, con há lại chẳng biết ai nắm quyền bính trong tay là người đó nắm cả vận mệnh giang sang đất nước. Chẳng lẽ trong tâm đại thần của nhà con không tìm được ai là người có đủ tài tháo lửa ngay hay sao? Thưa mẹ, việc giao quyền bính với Lê Hoàng không phải là con đã tự chuyên, mà đó là quyết định của tiên quân con tự thở sinh tiền. Người nói rằng phàm là tướng phải có lòng độ lượng, có dũng có mưu cũng chưa đủ, mà còn phải có nghĩa có nhân. Giả lại Lê Hoàng tướng quân có biết tài thủ phục nhân tâm, tướng sĩ ba quân trên dưới một lòng, người khen tướng điều binh bao lượt phải tinh mông, không hề nghi quyền lợi riêng tư, chỉ chăm lo việc của muôn người, tương đang là bậc trung thần trọn một đời vì nước vì dân. Lời tiên quân con đã được chứng minh, ngay trận đầu tiên quan thập đạo Lê Hoàng bắt được tên chủ soi Tống Triều, tiên quân giặc phải ra tan. Vậy thì Nguyễn Bạch Đức Ông và nhà Hoàng ngoại giáp kinh điện, sao con chẳng trao hiền? Họ là bậc công thần nhà Đinh,
tôi làm mưu của Lê Hoàng, binh quyền trong tay thống trị sang Hà. Mẹ nghĩ rằng con cũng biết, thưa mẹ, đó chỉ là lời vu cáo của những đại thần ích kỷ nhỏ nhen. Xin mẹ đợi chờ sẽ rõ trắng đen khi quan thập đạo về đây. Mẹ cũng từng là mẹ qua như con, tháng ngày lao nhọc khi sinh, mẹ chỉ cực thân chứ không khổ chi. Vì mẹ con ta lúc nào quân quýt bên nhau dài án, còn con số phận của con việc nước sôi sen tán chồng còn quật, con đứng vững nghĩ lớn quá phi thường. Nhưng ẩu quân là giọt mau của tiên dương, nên lòng lòng ta chưa tan hết nỗi nghi ngờ. Quan thập đạo nghi ngờ ta, giảng con Dương ơi, em phải làm sao đây? Ngàn sao sẽ hiểu cho ta, lòng ta nguyện sẽ giữ an sang hà. Vâng, và Lê Vũ xin phép thưa tiếp những vị ân nhân đóng góp hiện kim, đó là chú Hai Tòng 100 đồng, bà ngoại Trường Hải 50 đồng, một vị ẩn danh 50 đồng, anh chị Sáu 50 đồng, chị Chánh 50 đồng, chị Loan 50 đồng, anh Dũng Hai Lúa của em 50 đồng, anh Long 20 đồng. Thưa quý vị, tổng cộng cho đến bây giờ đã được là 4.355 đồng. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn rất là nhiều tấm lòng của tất cả quý vị. Mời quý vị dành một tràng pháo tay cho 4.355 đồng là những tấm lòng của quý vị đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý vị, và một câu chuyện lịch sử nữa nói về sự tích của công chúa Huyền Trân. Mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nữ nghệ sĩ Thanh Thủy, nhạc phẩm Tâm Sự Huyền Trân. Mời quý vị dành một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Thu Thủy. Xin cảm ơn quý vị. Rằng yêu như thế giới
chẳng còn phôi bóng đôi chúng mình, mà giờ đây phải cam ly từng. Em còn xuống đời như qua năm tình nồng hương, mà hôm nay xa cách người thương, cho chúng mình không sầu đất tam các chung ơi, mình gọi cô nhân rồi. Trời vào thu cây cỏ cũng ngắm người, hãy nhìn nhau một lần xảo vui rồi trọn đời nói chuyện. Cảm ơn nghệ sĩ Thu Thủy với tâm sự Huyền Trân. Thưa quý vị, thì chương trình càng về sau càng hay quý vị ơi. Hôm nay quý vị đến đây rồi thì chắc chắn rằng quý vị sẽ được thưởng thức trọn những tiết mục hay nhất để dành về sau. Thưa quý vị, thì tiếp theo Lê Vũ xin thưa những vị ân nhân đóng góp cho chương trình ngày hôm nay, đó là cậu Hai Nghề gửi tặng 50 đồng. Một vị ân nhân tên Xuyên gửi tặng 50 đồng. Vị khán giả ẩn danh gửi tặng 20 đồng. Anh Hiệp gửi tặng 50 đồng. Anh Trí và anh Mười gửi tặng 150 đồng. Then gửi tặng 50 đồng. Thưa quý vị, bởi vì viết bằng tay cho nên Lê Vũ có đọc trật một chút xíu thì quý vị cũng niệm tình bỏ qua nha quý vị. Thưa quý vị, rất là nhiều quý vị đã xem cái vở Ngao Sò Ốc Hến rồi, nhưng mà trong chương trình hôm nay quý vị sẽ được xem cái vở trích đoạn này mà gọi là Ngao Sò Ốc Hến tân thời đó quý vị. Một lát nữa về sau thì quý vị sẽ được xem cái trích đoạn rất là hay này. Nhưng mà bây giờ thì mời quý vị cùng cười ngã cười nghiêng với đôi danh hài mà tất cả chúng ta đang yêu mến. Thưa quý vị, quý vị biết câu chuyện Thoại Khanh Châu Tuấn phải không quý vị? Thoại Khanh Châu Tuấn đó thì cô con dâu cõng mẹ chồng để đi tìm chồng. Nhưng mà trích đoạn này thưa quý vị, Thoại Khanh này là Thoại Khanh Châu Cháu. Thay vì cô con dâu cõng mẹ chồng đi tìm chồng nữa thì mẹ chồng cõng con dâu qua tới nước Úc luôn để tìm chồng cho con mình. Thưa quý vị, tìm chồng cho con dâu mình đặng nó về nó lãnh mình qua. Thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức trích đoạn hài kịch rất là ngoạn mục đầy sáng tạo do đôi danh hài Mỹ Linh và Phúc Hậu Thoại Khanh Châu Cháu. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay ạ. Xin cảm ơn. Thank you.
đàn ngoài biên hải. Điệu buồn khắc khoải lúc tàn cánh, có phải chăng tiếng đàn ấy có thoải cánh? Dây cổng mẹ tìm chồng nơi tề quốc, cầu xin mà cho đỡ lòng già đây. Thôi con ơi, thôi con. Mẹ, trời mẹ đó hả mẹ? Trời ơi là trời, thôi mẹ chứ đâu phải gốc cây. Trời ơi, con kêu mẹ ngồi ở đằng kia mà mẹ đi ra đây làm chi nữa? Rồi đã vậy còn xin gà xôi mỡ. Mẹ ơi, gà xôi mỡ ăn không có tốt, cholesterol không mẹ? Mẹ nói cho con nghe, không xin thì thôi, mà xin là xin cho nó đáng đồng tiền bát gạo chứ. Xin như vậy người ta cho mình nhiều hơn. Trời đất ơi, hồi sáng giờ con có đi xin được đồng nào không? Xin không được gì trơn á. Trời đất ơi, bởi vậy hả, xin tiền không có được. Mẹ xin chứ người ta cho liền à. Ủa sao mẹ xin hay vậy? Trời ơi, mẹ hay lắm. Ờ vậy hả? Đồng văn quan du này nè. Mẹ đi vòng vòng mà gặp người quen. Vô trong đồng vắng quan du mà gặp người quen hả ai? Bởi vậy thấy người cha già đó chắc kết mẹ lắm. Nhìn mẹ làm như chả đấm đuôi rồi đó. Mẹ hỏi mẹ nói money money money. Mẹ đâu có biết nói tiếng Anh gì đâu, nghe người ta nói money money xin tiền đó. Cái mẹ thấy vậy mẹ làm như móc tiền ra cho mẹ liền. Ôi trời mẹ hên quá vậy. Ôi, cho nhiêu? Sộp lắm, cho cầm giấy 100 cho đưa cho mẹ. Là 100 rồi. Chả nói thôi lại 98 đồng cho 2 đồng. Trời ơi sao kẹo vậy? Rồi mẹ có thối không? Tiền đâu thôi. Vậy thì ăn mẹ ngày đang... sáng giờ không có cách nào lấy tiền đâu thôi. Con không biết gì hết trơn á trời. Bởi vì mẹ nói cho con nghe, xin mà mình ca hát như vậy hoài á, người ta không có cho tiền mình đâu. Mà nhất là con hát cái bài buồn quá, con hát hơi khát khá là chút xíu á. Thí dụ như là con hát tân nhạc đi. Tân nhạc hả? Ừ, con hát ca tân nhạc đi nghe không? Mẹ dạy đi, mẹ dạy con. À bây giờ hai mẹ hát cho con nghe nha. Đường tượng trao tàu hủ vừa leo, ai chưa ăn chưa phải là nghèo. Ôi cõi đời cười ra nước mắt, ở Việt Nam còn là uống hiếu thảo, nhờ sang đây quên cả mẹ già. Mẹ nói nghe tự ái quá à, con mẹ đâu có quên mẹ đâu. Con không quên mẹ mà có thằng con của mẹ. Nó vượt biên qua bên đây là nó hứa nó lãnh mẹ con mình. Rồi cái tự nhiên mày nhớ đó, cái mày biểu tôi xuống tàu chui theo đó luôn. Qua đây tìm thấy bụng nội luôn, không gặp nào hết trơn. Không sao đâu mẹ, có gì mẹ con mình rau cháo nuôi nhau chứ có gì đâu. Thôi con ơi, bây giờ mẹ thấy con cũng còn son trẻ hơn mẹ. Không ấy con bỏ chồng con đi, mẹ gả con cho thằng út đen nào đó được không? Thôi con không chịu đâu. Ủa vậy? Con nhất định một đồng chung thủy với chồng mà. Con phải định... đi kiếm ảnh. Nhất định kiếm chồng con đó hả? Bây giờ thôi, con nói mẹ nghe. Bây giờ mẹ nói cho con nghe nè, nếu như con kiếm chồng của con đó thì thôi, mẹ con của mình đó thì thôi tạm chia tay đi, để mẹ bước thêm bước nữa. Trời đất ơi, mẹ ơi, mẹ già rồi mẹ bước thêm bước nữa chi vậy? Ủa ý mẹ muốn nói tao bước thêm bước nữa là sao? Lấy chồng nữa là hả? Bộ mẹ muốn chồng nữa hả? Má ơi, tao quải rồi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, đâu có. Mẹ bước thêm bước nữa là mẹ bước bước để mẹ đi xin ăn đó. Mà xin ăn như vậy người ta không có cho. Không ấy bây giờ con...
con bán mẹ đi con. Bán mẹ? Sao con bán mẹ được? Con bán mẹ cho ai? Bán mẹ vô lầu xanh đi con. Trời ơi, vô lầu xanh làm gì trống? Thì mẹ già rồi, vô trong trống đó mẹ rửa lau. Dạ, lau rửa cái gì? Lau bàn, rửa chén cho người ta. Người ta cho mẹ miếng ăn. Ôi trời ơi, mẹ ơi, con không chịu đâu. Con không chịu cho mẹ làm cái nghề đó đi. Tôi kệ đó, có gì ăn nấy đi. Mẹ con có xin được cho mẹ miếng thịt nè. Thôi, cất đi con. Mẹ già rồi, mẹ không có muốn ăn thịt đâu con. Ăn thịt đó mẹ sợ có mỡ trong máu đó. Rồi cứ gọi là đứt dây coron đó. Dây cu ro là sao? Là cái vụ gì đó, cái ro đó. Trời ơi, mẹ biết rồi, mẹ nói mẹ không biết, mẹ hỏi con. Đứt là bị đứt mạch máu hay là bị tai biến hay là gì, là bị cholesterol. Mày rành quá ha, mày hay quá ha. Nhưng mà bây giờ đó mẹ nói cho con nghe là mẹ sợ ăn thịt mỡ lắm, con biết không? Không có mỡ đâu, cái này thịt đùi. Thịt đùi? Dạ. Trời đất ơi, thịt heo mà thịt đùi đó mà con không biết lựa đó nha. Người ta lựa lựa đùi trước chứ không ai lựa đùi sau hết á. Đùi trước là sao mà đùi sau là sao? Thịt heo á mà đùi trước người ta kêu là thịt nách. Đùi sau nó nói là thịt ha. Ăn khai lắm. Không có đâu, cái này nó hơi nặng mùi, chắc nó là thịt trù đó mẹ. Nhưng mà mẹ không ăn thịt đâu, mẹ giận con rồi. Con có sữa không cho mẹ, cho mẹ uống rồi. Mẹ ơi, con đâu có sữa ở đây đâu mà cho mẹ uống. Trời ơi, rồi bây giờ mày làm biến, mày không có muốn cõng tao đi xin nữa phải không? Mày cõng tao đi xuống với cầu chữ Y đi. Cầu chữ Y đâu đây? Lộn, cầu Sydney. Cầu Sydney đi con. Mẹ à. Không cõng hả? Không, mẹ ơi, để con cõng mẹ mà. Con có giọng hát hay, con đến chương trình cúng tổ của Hoài Hương đó. Mẹ con mình lên đóng góp chương trình văn nghệ kiếm thịt heo. Đớp. Dạ. Bây giờ mình hát nhạc cho vui nghe. Yeah. Yeah. Alibaba cái quần hà ra xe làm ba. Alibaba cái quần hà ra xe làm ba.
một tiểu phẩm hài vui vui. Xin chúc mừng quý vị cùng với tiền thật vui và ngon miệng. Tiếp theo đây, Lê Vũ xin trân trọng cảm ơn dì ba Fairfield gửi tặng 100 đồng. Thưa quý vị, như Lê Vũ đã thưa là chương trình của chúng ta sẽ có một cái màn ngao sò ốc hến tân thời rất là hay. Quý vị nhớ ở lại để đón xem cái màn này nha quý vị. Và bây giờ quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm nói lên công đức sinh thành của người mẹ. Đó là nhạc cổ Lòng Mẹ qua tiếng hát của nghệ sĩ Minh Trúc. Mời quý vị dành một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Minh Trúc. Xin cảm ơn quý vị. Vui vì thấy con mình sống sống ra đó.
về nghệ sĩ Minh Trúc đang mang bầu nhưng mà vẫn với cái tâm hồn nghệ sĩ, vẫn muốn đem tiếng hát lời ca của mình đến trong ngày cổ nhạc này. Đúng là biển còn sóng vỗ thiết tha thì nghệ sĩ còn hát khúc ca cho đời. Một lần nữa một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt cho nghệ sĩ Minh Trúc của chúng ta đi quý vị. Cảm ơn thưa quý vị. Vâng, như Lê Vũ đã thưa là chương trình cổ nhạc Hoài Hương bao giờ cũng mang đến cho chúng ta những câu chuyện lịch sử rất là oai hùng để chúng ta hãnh diện là người Việt, cũng như công đức sinh thành của người mẹ, bao nhiêu vạn thể thiên hà, bấy nhiêu nghĩa mẹ ơn cha trong đời qua nhạc phẩm Lòng Mẹ vừa rồi. Quý vị ơi, Lê Vũ phải đứng đây nói thêm chút xíu nữa để cho bên trong chuẩn bị cái chương trình, cái tiết mục kế tiếp. Thưa quý vị, thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất là nhiều những sự đóng góp của tất cả quý vị. Những hiện kim của quý vị là những cái động lực rất là lớn cho toàn ban, cho tất cả anh chị em trong ban cổ nhạc Hoài Hương để chúng ta mang đến những giây phút rất là đầm ấm này cho quý vị. Thưa quý vị, bởi vì về cùng cổ nhạc Hoài Hương để ta đón nhận tình thương dạt dào. Dù ai ở tận nơi nào, dỗ tổ sân khấu rủ nhau mà về. Thì quý vị đã về đây rồi thì ban cổ nhạc Hoài Hương chắc chắn rằng sẽ mang đến cho quý vị những giây phút rất là vui.